Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FPT Việt Nam. Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin như sau. Không chọn chủ đề mới, năm nay Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh HCA tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam lần thứ 19 VIO 2014 với nội dung về nền tảng thứ ba. Phóng viên của FPT tường thuật chi tiết thông tin nêu trên, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xu hướng công nghệ trên nền tảng thứ ba bao gồm điện toán đám mây, mạng xã hội, di động, dữ liệu lớn và Internet của sự vật được các chuyên gia công nghệ khẳng định là đã hiện diện tại thị trường Việt Nam vào Hội thảo Toàn cảnh công nghệ thông tin vào năm 2013 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và sau một năm phát triển của công nghệ thông tin thì xu hướng này đang hiện diện một cách rõ nét và mạnh mẽ hơn. Đó là những nhận định của các chuyên gia trong buổi công bố Hội thảo Toàn cảnh công nghệ thông tin năm 2014 do Hội Tin học sẽ tổ chức vào tuần sau. Thông qua các báo cáo toàn cảnh về ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, sách trắng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam 2014, Hội thảo Toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam lần thứ 19 VIO 2014 sẽ mang đến những thông tin về sự thay đổi của công nghệ trên nền tảng thứ ba, cụ thể là mức độ cộng hưởng của nền tảng thứ ba đối với doanh nghiệp ứng dụng tại Việt Nam, sự chuyển đổi của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong xu hướng công nghệ mới, cũng như các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin thực tiễn tại Việt Nam. Năm nay, HCA lại quyết định tổ chức cái ngày toàn cảnh công nghệ thông tin với một cái nội dung về nền tảng thứ ba. Tuy nhiên là nó nhấn mạnh về cái hiện thực triển khai tại thị trường Việt Nam. Năm ngoái chúng ta nói về công nghệ, thì sau một năm cái công nghệ đấy đã được thẩm thấu vào thị trường như thế nào, đã có bao nhiêu công ty cung cấp dịch vụ, đã có bao nhiêu các doanh nghiệp xây dựng cái hệ thống private cloud của riêng mình và có bao nhiêu công ty đã sử dụng cloud như là một cái nền tảng để họ xây dựng cái ứng dụng công nghệ thông tin. Công nghệ cho nền tảng thứ ba đã phát triển mạnh mẽ, nhưng làm sao để ứng dụng được những công nghệ đó vào thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam? Vấn đề này sẽ được mổ xẻ trong diễn đàn quốc tế kinh doanh trong kỷ nguyên số do Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cùng ngày với sự kiện VIO 2014. Diễn đàn sẽ khai thác sâu về các vấn đề như kinh doanh trong kỷ nguyên số, truyền thông trong kỷ nguyên số, công nghệ và giải pháp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các giải pháp và ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với VIO 2014 và Việt Nam E-Business Forum 2014, thì trong tối ngày 25 tháng 7, như thường niên, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức công bố giải thưởng Huy chương vàng và Top 5 ICT Việt Nam. Sau hơn một năm chính thức áp dụng quy định bắt buộc dán nhãn năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức các đoàn thanh tra để kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp vi phạm về dán nhãn năng lượng. Theo quyết định của Thủ tướng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, các nhóm thiết bị như đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt lồng đứng, nồi cơm điện phải được dán nhãn năng lượng khi phân phối ra thị trường. Tính từ đầu năm 2013, đã có gần 700 doanh nghiệp đăng ký dán nhãn cho thiết bị điện. Nhưng đến nay, cơ quan quản lý vẫn mới dừng lại ở việc kiểm tra nhắc nhở mà chưa xử phạt hành vi vi phạm nào. Một khảo sát hồi tháng 2 năm 2014 của Sở Công Thương cho thấy tỷ lệ các thiết bị chưa được dán nhãn năng lượng vẫn còn cao. Theo quy định, mức xử phạt cao nhất đối với vi phạm dán nhãn năng lượng lên đến 60 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế việc dán nhãn năng lượng của doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn. Sáng ngày 18 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về đề án thí điểm sách giáo khoa điện tử lớp 1, 2, 3 bậc tiểu học. Đây là đề án đổi mới sách giáo khoa theo hướng điện tử hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại vào trường học. Ngay sau đây, phóng viên Võ Vân sẽ tường thuật chi tiết hơn về thông tin này. Có thể hiểu một cách đơn giản nhất, chương trình thí điểm sách giáo khoa điện tử lớp 1, 2, 3 bậc tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là sẽ thay đổi sách giáo khoa hiện hành bằng giáo trình điện tử. Theo như là đề án mà công ty InSchool, Intel và nhà xuất bản giáo dục trình bày tại hội thảo sáng nay, thì theo đề án này thì mỗi học sinh sẽ được trang bị một máy tính bảng. Máy tính bảng này sẽ thay thế cho toàn bộ sách giáo khoa của học sinh đó và được tích hợp những chương trình giáo dục theo giáo trình hoàn toàn mới, cũng như là được tích hợp những khả năng có thể tương tác với lại giáo viên, có thể làm bài tập hoặc là tham khảo thêm tài liệu, và giáo viên cũng có thể là quản lý các máy tính bảng của các em bằng một hệ thống quan sát từ máy tính bảng của giáo viên. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể chia sẻ tài liệu cũng như là bài tập cho các em học sinh thông qua những chương trình chia sẻ về dữ liệu được tích hợp trên máy tính bảng của giáo viên và học sinh. Trong tương lai, nếu thực hiện đề án sách giáo khoa điện tử này, thì mỗi em học sinh lớp 1, 2, 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phải mang những sách vở
nặng nề như hiện nay mà chỉ có thể đến trường với một máy tính bảng nặng khoảng 500 gram. Và về mặt lý tưởng thì nếu như đề án này được thực hiện là như vậy. Ngoài ra, trước khi thực hiện chương trình này, giáo viên cũng sẽ được đào tạo những lớp căn bản về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng điều hành, quản lý lớp thông qua chương trình giảng dạy bằng sách giáo khoa điện tử. Tại hội thảo này thì đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia giáo dục cũng như là các thầy cô giáo tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cụ thể thì theo ý kiến của cô Nguyễn Ngọc Hạnh, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cô Nguyễn Thị Hồng Yến, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng hay là cô Trần Thị Thanh Thủy, phó trưởng phòng giáo dục quận 10. Theo ý kiến của các cô thì đề án này về cơ bản nội dung phù hợp với lại xu thế hiện đại hóa giáo dục. Tuy nhiên bên cạnh đó còn rất nhiều yếu tố cần phải xem xét. Thứ nhất thì việc trang bị máy tính bảng cho mỗi em học sinh tiểu học lớp 1-2-3 sẽ do ai cung cấp? Do ngân sách của thành phố, ngân sách của quận, ngân sách của trường hay là do phụ huynh phải trang bị cho con em mình? Thứ hai nữa đó là khả năng tiếp cận chương trình của các em học sinh sẽ như thế nào? Và đặc biệt đó là về sức khỏe thị lực cũng như là về an toàn đối với các em khi sử dụng máy tính bảng. Cũng tại hội thảo này còn rất nhiều ý kiến khác của các sở ngành, trong đó đặc biệt nhất là về vấn đề về kinh phí. Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, theo đề án mà Sở Giáo dục Đào tạo đưa ra thì chi phí thực hiện đề án này là khoảng 3.900 tỷ đồng đến 4.400 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một khoản kinh phí không hề nhỏ. Hội thảo hôm nay mới chỉ là hội thảo đầu tiên, vẫn còn hội thảo tiếp theo nữa. Việc áp dụng đề án mới này như thế nào và khi nào áp dụng vẫn còn tùy thuộc vào một cuộc khảo sát rộng rãi đối với phụ huynh học sinh vào kỳ tựu trường này để xem mức độ hưởng ứng cũng như là ý kiến của phụ huynh học sinh về vấn đề này như thế nào. Rất cảm ơn phóng viên Võ Vân. Vừa rồi là phần tường thuật các ý kiến đưa ra tại hội thảo cũng liên quan đến đề án sách giáo khoa điện tử cho học sinh bậc tiểu học lớp 1-2-3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Hứa Ngọc Thuận về quan điểm của thành phố xung quanh vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, đứng ở góc độ một nhà quản lý của thành phố, quan điểm của ông về đề án sách giáo khoa điện tử lớp 1-2-3 ở đây như thế nào? Đây là một cái đề án đầu tiên trong hai cái đề án mà đã được trình Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng tôi chưa có quyết định chọn cái đề án nào cả, là vì phải nghe là từ giáo viên, rồi phải nghe từ là đội ngũ quản lý giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh, rồi phải nghe là phụ huynh học sinh. Rồi nếu được sự đồng ý của thành ủy thì chúng tôi mới trình cho Bộ Giáo dục Đào tạo để xin phép cho Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện thí điểm giảng dạy cái chương trình tiểu học nhưng mà trọng tâm là lớp 1, lớp 2, lớp 3 để trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và sẽ nhân rộng cho các lớp tiếp theo. Ông thì đối với bậc tiểu học thì phụ huynh cũng rất là e ngại ở cái chỗ rằng là vì đây chúng là đề án thí điểm mà thời gian qua chúng ta cũng đã thí điểm rất là nhiều lần, một cấp học nó có liên quan đến cả một thế hệ, cho nên là việc thí điểm giả sử như là có những cái thay đổi nhất định nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho cái tương lai của em về sau. Ông có lo ngại cùng cái điều này với lại các bậc phụ huynh không? Chúng tôi xài cái từ thí điểm là cũng phải đắn đo suy nghĩ trước khi mình đưa ra quyết định của lãnh đạo thành phố. Nói thí điểm là để rút kinh nghiệm, để nhân rộng và sau thí điểm thì có sơ kết, tổng kết để từ đó bổ sung những cái còn khiếm khuyết trong quá trình tổ chức thực hiện. Cái thứ hai nữa, nội dung thí điểm nó không có phải là tự mình chế nó ra mà nó là chương trình giáo dục bằng sách giáo khoa điện tử do Bộ Giáo dục Đào tạo là phát hành và đảm bảo cam kết rằng đó là nội dung giảng dạy toàn quốc. Chứ thành phố Hồ Chí Minh không tự vẽ ra cái nội dung để giảng dạy, để thí điểm cho học sinh. Vì ở đây là mầm non tương lai của đất nước. Thưa ông, trong tháng rồi thì ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái điều khiến dư luận quan tâm, đó là cái đề án về chương trình giảng dạy Cambridge. Lần này chúng ta lại chuẩn bị đưa ra một cái đề án thí điểm về sách giáo khoa điện tử, ông có lo ngại là sẽ gặp phải những phản ứng của dư luận về vấn đề này? Nếu như nói phản ứng thì nó có nhiều loại. Đối tượng nào phản ứng, tích cực hay tiêu cực, thì điều này là chúng ta cần phải nghe. Giống như đề án tích hợp mà Sở Giáo dục chuẩn bị triển khai trong khi chưa có ý kiến của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi dừng.
chưa quyết định triển khai là vì chưa rõ. Chúng tôi yêu cầu là Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là phải sơ kết cái chương trình thí điểm Cambridge trước. Vì sao Cambridge không tiếp tục nữa? Lý do tại sao? Ảnh hưởng gì? Hậu quả nó như thế nào? Trên cơ sở đó, ủy ban mới có cái quyết định của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 7, hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim đã chính thức khai mạc chương trình Nguyễn Kim và Tuần lễ vàng 2014. Chương trình sẽ được tổ chức trong 10 tuần liên tục nhân dịp 10 năm Nguyễn Kim triển khai hoạt động này. Trong thời gian diễn ra tuần lễ vàng, Nguyễn Kim giảm giá đến hơn 15% nhiều mặt hàng cùng với quà tặng đi kèm. 10 chiếc xe Ford New Fiesta cùng với 40 bộ giải thưởng với tổng trị giá lên tới 20 tỷ đồng được trao tặng cho những khách hàng may mắn trong 10 tuần lễ diễn ra chương trình. Các hoạt động như chăm sóc vàng, ưu đãi gấp đôi thời gian bảo hành hay tri ân khách hàng, tặng quà mà không cần phải mua sắm mới vẫn tiếp tục được Nguyễn Kim triển khai trong chương trình này. Ngoài ra khách hàng còn có thể được giảm thêm đến 10% khi thanh toán bằng thẻ Mastercard. Nhiều sản phẩm có giá trị đơn hàng từ 3 triệu đồng trở lên được áp dụng với hình thức mua sắm trả góp, lãi suất 0% đến 12 tháng với các ngân hàng Citibank, ANZ, Vietinbank, Sacombank. Mở đầu 10 tuần lễ vàng ưu đãi mua sắm, Nguyễn Kim đã hợp tác cùng với tập đoàn điện tử Samsung Vina triển khai tuần lễ vàng Samsung. Hàng loạt những sản phẩm công nghệ mới nhất của Samsung đã lần đầu tiên xuất hiện tại Nguyễn Kim và thị trường Việt Nam như TV LED Samsung 48 inch, Smart TV Samsung 60 inch, TV 4K Samsung màn hình cong 78 inch model. Đặc biệt là dòng sản phẩm TV phiên bản vàng Samsung Gold Edition nhân kỷ niệm 10 năm Nguyễn Kim và tuần lễ vàng. Cũng trong ngày đầu tiên diễn ra Nguyễn Kim và tuần lễ vàng Samsung, Samsung đã dành tặng 5.000 bộ sản phẩm Lock and Lock cho khách hàng từng mua sản phẩm của hãng tại Nguyễn Kim. Và bây giờ Minh Vy xin mời quý vị đến với phần cuối cùng bản tin FBNC Việt Nam kỳ này. Những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.